đại dịch corona đang truyền vào trong nước ta, đánh giặc corona về cuộc sống trong ngôi nhà. Vâng, những giai điệu này ân hận đang trở nên quen thuộc và có sức lan tỏa trong thời gian gần đây. Vậy xin mời các bạn hãy cùng đến với bài tuyên truyền của sư đoàn 10B1 trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hải Dương với chủ đề tuổi trẻ trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Để biết thêm những thông tin và những thông điệp thật bổ ích các bạn nhé. Đại dịch COVID-19 đang là một vấn đề vô cùng nhức nhối và nóng bỏng, thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người bởi sự lây lan nhanh chóng và những diễn biến vô cùng phức tạp của nó. Virus corona là một loại virus đường hô hấp cấp mới, gây nên bệnh viêm đường hô hấp cấp. Nó có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt là loài rơi. Tuy có nguồn gốc từ động vật nhưng nó lại có khả năng lây lan sang người một cách rất nhanh chóng qua những hành động thường ngày như ho, hắt hơi, giao tiếp, bắt tay. Corona có nguồn gốc giống với mơ và sét, nhưng mức độ nguy hiểm của nó hơn rất nhiều lần. Dịch bệnh này xuất phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, rồi sau đó lây lan sang các quốc gia trên thế giới. Bệnh có biểu hiện giống như cúm thông thường như ho, sốt, chảy nước mũi, đau họng. Khi tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp và có nguy cơ tử vong rất cao. Sự nguy hiểm của đại dịch này đã làm ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến y tế, giáo dục và an ninh của các quốc gia. Rất nhiều các quốc gia đã phải đóng cửa các nhà hàng, rạp chiếu phim, đóng cửa khẩu, dẫn đến sự trì trệ trong buôn bán, xuất nhập khẩu. Nhiều các khu phố phải cách ly, đóng cửa để ngăn chặn bệnh dịch không lây lan, làm ảnh hưởng không nhẹ đến vấn đề an ninh của quốc gia, khu vực. Tính đến ngày 16 tháng 3, tổng cộng có 153.000 người dương tính với COVID-19, có 5.793 người đã tử vong. Ở Việt Nam, có 59 người đã mắc nhiễm, con số ngày càng gia tăng lên từng giây phút, nâng tổng số 146 quốc gia bị nhiễm virus này. Cũng chính vì sự nguy hiểm đó, mỗi chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức cần thiết và những phương pháp phòng chống để bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng, như thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, che miệng mũi khi ho, hắt hơi, đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa, bề mặt các đồ vật bằng chất tẩy rửa, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm, không nên tiếp xúc với người đang có những dấu hiệu nhiễm bệnh và những loại động vật nuôi hoặc hoang dã. Thành thật khai báo khi có những dấu hiệu bất thường và lịch trình di chuyển khi ra khỏi nơi sinh sống, cách ly theo đúng quy định nếu cần. Nếu thấy bản thân có vấn đề, tuyệt đối đừng tự ý đi khám hay gọi cho hai đường dây nóng quốc gia 1900 3228 và 1900 9095 để được hỗ trợ, hoặc đường dây nóng của tỉnh Hải Dương 0866-028926. Đừng sợ hãi, hãy nhớ rằng 2 tuần cô đơn, cả đời hạnh phúc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã từng nói, đất nước còn nghèo, nhà nước và nhân dân gồng mình lên chống dịch, kinh tế đi xuống, tốn kém bao nhiêu tiền của. Thế mà, ý thức là thứ duy nhất không thể mua được bằng tiền. Vâng, trong tình hình hiện nay thì ý thức là thứ được đặt lên hàng đầu. Chúng ta không thể tiêu diệt dịch ngay, nhưng chúng ta có thể ngăn cản nó lây lan rộng rãi. Vì bản thân, gia đình và cộng đồng, tôi, bạn, tất cả chúng ta, những đoàn viên, thanh niên của thời đại, hãy bình tĩnh, tỉnh táo cùng chúng ta đẩy lùi dịch Covid-19. Vì một thế giới khỏe mạnh, một Việt Nam hùng cường, tuổi trẻ trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng. Học sinh, đoàn viên, giáo viên, phụ huynh, chi đoàn 10B1, trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ chung tay đẩy lùi dịch Covid.